mà tầng lớp nông dân tư hữu cũng nhiều hơn trước. Để bảo vệ nông nghiệp, vua Trần Thái Tông cho đặt chức Hà Đê Sứ trông coi việc đê điều. Đứng đầu là chánh và phó sứ. Hàng năm vào tháng Giêng, quan Hà Đê phải thân hành đi đốc thúc dân đinh tu bổ lại hệ thống đê điều đã có từ trước. Đây được xem như một việc chung, dù giàu hay nghèo, cao sang hay thấp hèn đều phải tham gia. Mỗi năm công việc này được tiến hành trước mùa hạ. Đến khi nước sông dâng cao lại phải tuần hành xem xét để kịp thời sửa chữa những chỗ sạt lở. Vào năm 1248, nhà vua huy động tất cả quan dân ở các lộ ven sông Hồng vào việc đắp một con đê với quy mô rất lớn. Con đê này được gọi là Đỉnh Nhĩ, tức đê Quai Vạc. Đê Quai Vạc chạy dài ven hai bên bờ sông, bắt đầu từ đầu nguồn ra đến biển. Nhiều đoạn đê ven sông Hồng được các đời sau tu bổ, đến nay vẫn là công trình phòng chống lũ lụt rất hiệu quả. Một bản sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép: tháng 3, lệnh các lộ đắp đê phòng lụt, gọi là đê Quai Vạc, từ đầu nguồn đến bờ biển để ngăn nước lũ tràn ngập. Đặt Hà Đê chánh phó sứ để quản đốc. Chỗ đắp thì đo xem mất bao nhiêu ruộng đất của dân, theo giá trả lại tiền. Đi đôi với đắp đê là đào sông. Năm Tân Mão 1231, nhà vua cho đào kênh Trầm, kênh Hào từ phủ Thanh Hóa đến Diễn Châu, Nghệ An. Năm 1248, vua lại cho đào sông Mã, sông Lễ và đào kênh xuyên qua núi Chiếu Bạch ở Thanh Hóa. Năm 1256, triều đình cho vét sông Tô Lịch để đảm bảo giao thông và phòng thủ kinh thành. Về công thương nghiệp, ở đời Trần đã có những bước phát triển mới. Các phường thủ công mở rộng hơn trước, một số làng nghề chuyên môn được hình thành thêm, đặc biệt nghề gốm rất phồn thịnh. Các loại sản phẩm như gạch ngói, thạp, hũ bát lưu thông rộng rãi trong cả nước. Hàng gốm cao cấp không chỉ được dùng trong cung điện, các phủ đệ mà còn làm cống phẩm ban giao và buôn bán với nước ngoài. Thăng Long trở thành trung tâm kinh tế sầm uất của cả nước, thu hút người buôn bán khắp nơi. Bến Vị Hoàng ở Nam Định cũng là nơi buôn bán thịnh vượng. Đặc biệt, việc buôn bán trao đổi với nước ngoài cũng được mở rộng. Hải cảng chính cho tàu buôn nước ngoài đến là bến Vân Đồn, Quảng Ninh. Tàu buôn từ các nước như Trung Quốc, Java, Simla ra vào tấp nập. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục chép rằng: bắt đầu đặt chức sát hải sứ và bình hải quân ở Vân Đồn. Trước kia, về thời nhà Lý, thuyền buôn của các nước ngoài đến nước ta đều đi từ các cửa biển Diễn Châu đi vào. Đến nay, lòng sông cạn, thuyền buôn giờ đến tụ tập ở Hải Trang Vân Đồn. Ngoài Vân Đồn, Thanh Hóa, nay là Thanh Hóa, cũng là nơi thuyền buôn các nước tụ họp đông đúc. Người ta họp chợ buôn bán ngay trên thuyền. Có thể nói, kinh tế thời Trần khá phát triển. Đây chính là nền tảng cho sự vững mạnh của quân đội thời kỳ này.